quý vị và các bạn, hiện tại chúng tôi đang ở đảo Phú Quốc. Bây giờ chúng tôi đang trên đường đi đến trung tâm bảo tồn đảo Phú Quốc. Đây là đường tránh nữa hả? Có hai chó rồi mới phát hiện ra. Đi cái giữa lỗ luôn. Bên cho thuê xe còn 17.000 mét vuông ở đây nữa. Bên này thì xây kiểu thuê kiểu lên 5-6 triệu. Bên này chưa xây, tính xây khách sạn đấy. Cái cảnh đẹp ra đường luôn hả? Sánh tôi thấy đẹp đấy. Đất vẫn còn bạt ngàn đấy. Đây, chúng tôi bắt đầu vào trung tâm bảo tồn chó Phú Quốc Nga. Rồi, ok. Tiếp tục. Chúng tôi sẽ vào để xem là dạo này có con chó nào khác không. Trước đây thì vẫn rất nhiều con thập cẩm. Mà có nhiều con thực sự nó không được đẹp. Ôi cái túi quên cầm cái dây tai nghe đi kìa. Đấy là nó thu âm. Cô em. Thấy chưa? Thank you.
quay. Ui giời ơi, đi con ăn. Đưa ra ăn hết rồi. Công và Trị. Công à? Vâng, con Công à? Công xin Trị, cái này là Trị đỏ. Công, Công đang ngồi làm cái gì à? Gà đấy. Đây con chim Trị đỏ. Nó rất là đẹp. Con mà nó màu mè này là chim chim trống, còn bên này là chim mái. Chó này chó nhỏ chứ không phải chó con. Đây là chú chó con. Ui, những con cá kìa, con chó kìa, đâu thắng kìa. Không thử thò tay xem nó cắn không. Nó lại không cắn. Nó lại không cắn. Đi. Đi tiếp nào. Đi tiếp nào. Đi tiếp nào. Đi tiếp nào. Lai con gì mà ra này. Đi Ninh ơi. Nó chân. Con gì mà ra ngồi. Này lai. Chúng ta đang đến khu vực chó lớn. Gà thì tiếp tục trên này, không có lỗi này. Thế bây giờ mình mua là mình cứ đặt xong rồi ship ra được. Dạ. Thế xíu bằng chạy đặt thôi cái con này đó, tí xíu đưa cho mình đặt. Dạ, xin mời nó này đi để lên trên cái này. Đi theo. Gà trên đó thì con người cũng dẫn về.
Ở đây mình lên trên đó có người dắt đi tham quan, có người giới thiệu cho mình nghe. Quý vị thấy là vừa rồi là những con chó Phú Quốc trưởng thành tại trại, nhưng mà chưa thấy được con nào nó ưng ý. Rất khó mà tìm được những con chó Phú Quốc có mẫu thân trưởng cao. Lãng tạp tung Phú Quốc đốm. Vượt ngục thành công. Lưng ấy con phải dọc lưng lưng ấy cảm là bây giờ mình vào mình cho leo được không ta? Mình được một cái cảnh rất là hay. Anh này đang kiếm chấn. Đừng có chơi nghịch kiểu vậy. Bây giờ tí đi tí hết rồi. Em sẽ cho ngày ba cử sáng thứ nhất cộng với trứng, sáng là cho trứng gà trứng vịt cộng với siêu phẩm từ bò ra. Đây thức ăn này là cung cấp lượng đạm lớn là một bữa sáng của nó.
còn về trưa thì sẽ cho nó ăn cơm, giữ cơm thì em có cá biển mua giờ sau đó coi cũng chung cơm nữa nào. Còn về tối thì sẽ cho nó ăn cháo thì cho lòng bò, cho lòng heo. Thì nói chung á, mà một ngày tự nấu cơm của nó không á thì trên dưới khoảng 100kg gạo. Còn về chó này thì mỗi lần đẻ sẽ đào cái hang của nó. Chó cái thì đào hang sâu tầm từ 80 đến 1m2. Và cái độ nghiêng của nó thì từ 30 đến 40 độ rồi. Nó đẻ đào hang rồi. Dạ, xin mời chuyển qua cán đàm xem chó luôn rồi.